Đây là anh Huy, gọi là Huy, Huy không biết. Đây là gọi là trưởng nhóm phượt của chúng tôi. Đây là Bảo, hay gọi là Bảo Anime, hay gọi là Bảo Quay Tay. Đây là người chi ra các xe máy cho chúng tôi đi. Có thể nói là một con người rất là hào phóng. Đây là anh quên mẹ tên Vinh mà. Anh Vinh. Đây là anh Vinh. Hay gọi là Vinh ML. Đây là người đồng hành cùng tôi. Đây là Quý Bự Bẩn. Quý Bự Bẩn, người mà có thể nói là bự bẩn nhất nhóm. Và đây là tôi. Tôi là người rất là đẹp trai. Nói chung là trong đám vượt có một mình tôi là hoàn hảo. Chúng ta tiếp tục. Tiếp tục cuộc hành trình ra Nha Trang. Tiếp tục cuộc hành trình ra Nha Trang. Đây. Đây là biển. Đây là biển. Đây rồi, chúng ta lên đường. Lên. Chào em luôn.
qua cái này quay người bạn thôi chứ có mẹ đi đâu. Gì mày cũng phải gửi qua. Đâu cái này quay gì đâu. Được đó. Không xin tôi phải được rồi. Được rồi. Một con đó. Được rồi. Được rồi. Được rồi.